vì sắp tới khả năng cũng sẽ thi học kỳ dưới dạng trắc nghiệm mà. Đấy, thì các con sẽ cùng đọc câu số 1 đi ạ. Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau? Phương trình bậc nhất thì nó có dạng là gì ạ? Ax cộng b bằng 0. Đấy các con ạ. Như vậy ở đây là chúng ta nhận thấy là trong các đáp án A, B, C, D thì đáp án nào là đáp án đúng ạ? Phương trình bậc nhất có dạng ax cộng b bằng 0 và a phải khác 0 nhé. Nó có dạng là ax cộng b bằng 0 nhưng a phải khác 0 cơ. Thế còn b bằng 0 cũng được, đúng không? Đấy, cái này nó là đánh lừa này. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đáp án A. Đúng không? Thì b bằng 0 cũng được mà. Thì nó có phải là 2x cộng 0 bằng 0 không? Đến câu số 2. Tập hợp của tập nghiệm của phương trình này là gì? Thì các con nhận thấy đây là một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta có mấy trường hợp ạ? Phải các con? Đúng rồi, chúng ta cứ giải ra thôi thì chúng ta mới trả lời được. Nếu mình không giải được mà mình đoán thì nó còn rất là phức tạp. Thì tới đây là chúng ta có hai trường hợp mà, nếu mà chúng ta giải ra này là 2x trừ 5 bằng 0 và 2x trừ 5 bằng mấy ạ? Bằng 5 và 2x trừ 5 bằng âm 5. Chúng ta chuyển vế sang đi, chúng ta cộng đây là 2x sẽ bằng mấy ạ? Âm 5 chuyển vế sang là dương 5, đúng không? Dương 5 cộng 5 là bằng mấy nào? Bằng 10, âm 5 chuyển vế dương 5. Dương 5 cộng âm 5 thì bằng 0, 2x bằng 0. Chưa? Và ta suy ra x sẽ bằng bao nhiêu ạ? 10 chia 2 thì bằng 5. Và x bằng 0 chia cho 2 và bằng 0. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Nó có hai tập nghiệm của nó có hai giá trị 0 và 5, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Đấy, chúng ta tập trung giải nhanh cùng với thầy nhé. Câu số 3 đáp án đúng là các con chọn là đáp án gì ạ? Đáp án D. Vâng. Có ai có ý kiến khác không? Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác nhé. Bởi vì giá trị tuyệt đối của x thì bằng chính nó, chứng tỏ x là một số lớn hơn. Và trong trường hợp lớn hơn 0, và trong trường hợp là 0 thì bằng chính nó. Cho nên là trường hợp D là x lớn bằng 0. Còn số hữu tỉ cũng được, nó có thể là số vũ tỉ cũng được. Đấy, câu số 4 ạ. Xác định điều kiện xác định của phương trình 6 phần x cộng 5 phần x trừ 1 bằng 2. Điều kiện xác định là mẫu của nó phải khác gì ạ? Chúng ta lưu ý là mẫu khác không thôi, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? C là x khác 0 và x trừ 1 khác 0, đúng không? X trừ 1 khác 0 thì x khác 1. Vâng, rất chính xác. Tiếp theo đến với câu số 5. Phương trình bậc nhất này. Đây, có dạng này. Chúng ta nhớ là phương trình bậc nhất của thầy trò mình, chúng ta ghi lúc trước là ax cộng b bằng 0 và a khác 0. Thế thì ở đây là chúng ta sẽ đẩy lại ở đây nhé. Đây này, nó chính là viết lại là trừ 3x cộng 1 bằng 0 không? Đấy, con nhìn cho nó rõ. Như vậy hệ số a là bao nhiêu, b bao nhiêu? Thì a của nó phải là mấy nào? Thế thì đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án A. Đúng không? Đấy, các con bị tác giả người ta đánh lừa đấy. Đấy, cho nên chọn A bằng 1, B bằng âm 3 là sai. Đây này, dạng của nó đây mà. Đúng không? Tiếp theo với câu số 6. Bạn A là có 60.000 này. Mua bút hết 15.000 thì bạn còn lại bao nhiêu nghìn ạ? 1.000. Bao nhiêu? 60 trừ đi 15 là bằng bao nhiêu? 45.000. Rồi. Còn lại mua vở với giá mỗi quyển vở 6.000. Số quyển vở có thể mua nhiều nhất là bao nhiêu? 45.000 mang đi mua 6 quyển vở thì được nhiều nhất là mấy quyển ạ? Thì chúng ta sẽ làm phép chia thôi, đúng không? 45 chia cho 7 thì được mấy thôi? Được 6 và dư mấy ạ? Dư 3. Như vậy số quyển vở bạn mua nhiều nhất là mấy quyển ạ? Chia cho 6 thì được 7, đúng không? Được mấy quyển ạ con? 7 ạ. 7 đúng không? 8 quyển là thiếu tiền.
với cái câu số 7, mời bạn Yến nào. Yến trả lời đáp án cho thầy là đáp án đúng của con chọn là đáp án gì? C à? Vâng, đáp A mà nhỏ hơn B mà ta nhân cả hai vế với số âm 3 thì dấu nó sẽ làm sao ạ? Đảo chiều đúng không? Rất chính xác, thầy giáo đã giải thích cho con nghe rồi nhá. Các con có hiểu được bài không ạ? Có. Vâng, cảm ơn con Chiến. Tiếp theo, trong hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào, mời Chiến luôn. Thầy là A. A, đúng rồi, cái dấu vuông này là lấy dấu bằng nhá. Và nó hắt về đằng nhỏ hơn 8 đúng không? Trục số là tiến dần. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án A. Câu số 9, bất phương trình tương đương với bất phương trình nào? Thì hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm nhé. Nó tương đương này, chúng ta lưu ý là cái khái niệm nhé. Tương đương thì dẫn đến là có cùng tập nghiệm. Như vậy ở đây chúng ta giải cái bất phương trình này là x trừ 2 nhỏ hơn 1 thì âm 2 chuyển vế là dương 2. Chúng ta sẽ được kết quả là x nhỏ hơn mấy ạ? Nhỏ hơn 3. Như vậy là nó tương đương với phương trình nào mà bạn Phương à? Em cho thầy là A. À, A là lớn hơn mà con. À, B. B cũng không phải, đây là có dấu bằng rồi, khác rồi. D. D đúng rồi ạ, à. Âm 1 chuyển vế sang là dương 1, dương 1 cộng 2 là 3 không? Thì x sẽ nhỏ hơn 3, nó tương đương với phương trình ban đầu chưa ạ? Là nhớ là hai phương trình tương đương nhá. Phương trình tương đương là có cùng tập nghiệm. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu số 10. Giá trị x bằng âm 3 là nghiệm của bất phương trình nào? Thì mình thay vào giá trị bằng âm 3 mà thỏa mãn bất phương trình nào thì nó là nghiệm của bất phương trình đó. Âm 3 thay vào đây là 9 trừ 1 bằng 8, có thỏa mãn không? Thỏa mãn đúng không? 9 trừ 1 bằng 8, 8 có lớn hơn 8 không? Cái này là sai đúng không? Không vào được. 9 trừ 1 bằng 8 không nhỏ hơn 8, sai. 9 trừ 1 bằng 8 lại nhỏ hơn 6, sai. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án A. Câu số 11, chỉ ra tam giác đồng dạng trong các hình sau. Các con quan sát nhanh và trả lời cho thầy, chúng ta chọn đáp án nào. Chúng ta đánh giá nhanh nhé. Thằng này 70 này, thằng A là 70 này, chỗ này 75 là sai luôn rồi đúng không? Thì chắc chắn là D rồi, là 70 rồi. Hai tam giác đồng dạng là tỉ số giữa các cặp cạnh tương ứng của nó bằng nhau. Thì chúng ta là 2 này, 4 gấp 2 lần chưa? 3 này, cho nên là 6 gấp 2 lần chưa? Đúng là 4 gấp 2 lần, 6 gấp 3, 2 lần 3 chưa? Và góc 70 là ở xen giữa không? Thì hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là gì nào? Cạnh góc cạnh. Nếu chúng ta chứng minh, có phải không ạ? À, nó có cạnh AB này, chia cho cạnh gì nào? DE này, thì bằng 2 phần 4 này, bằng 1 phần 2 này. Có một cái bộ cạnh nữa là gì nào? Cạnh AC này, chia cho cạnh DF này, thì là bằng 3 phần 6, cũng giúp gọn là 1 phần 2 không? Như vậy hai cái tỉ số này bằng nhau thì chúng ta sẽ xét hai cái tam giác này có cái yếu tố là gì ạ? Cạnh AC phần DF này bằng AB này phần DE này, và có góc A này bằng góc gì ạ? D, vì cùng bằng 30 độ nào? 70 độ đúng không? Thì giáo giải thích chưa? Từ đó chúng ta có tam giác là gì nào? ABC sẽ đồng dạng với tam giác gì? ABC tương ứng là DEF. Thì đây, đáp án A chưa? Theo con là con chọn đáp án C. Có ý kiến khác không? À, để biết được cái C không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Là tam giác ABC đồng dạng này. Đấy, đồng dạng với tam giác DEF này, theo tỉ số K. Thì hai tam giác mà đồng dạng với tỉ số K là 3 phần 2, người ta lại hỏi diện tích đúng không? Thì các con biết rằng là tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Như vậy diện tích của tam giác ABC mà chia cho diện tích của tam giác DEF
thì nó bằng bình phương tỉ số đồng dạng, tức là bằng 3/2 bình phương thì là bằng bao nhiêu ạ? 9/4. Mà trong khi đó là người ta bảo diện tích của tam giác ABC là 27. Diện tích của tam giác ABC là 27 thì diện tích của DF là bao nhiêu, chúng ta sẽ có thay vào đúng không? Diện tích của tam giác ABC mình thay vào đây là 27 này, chia cho diện tích của tam giác DF này bằng 9/4 này, và suy ra diện tích của DF này sẽ bằng 4 × 27 chia cho 9 và bằng 10 mấy ạ? 4 × 27 mà chia cho 9 cơ thì là bằng bao nhiêu nào? Bằng 12. Đấy, bao nhiêu đấy chưa? Và đơn vị là cm vuông là đương nhiên rồi, đúng không? Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A cơ. Diệu Linh đã hiểu bài chưa con? Vâng. Tiếp theo câu số 13. Trong hình vẽ bên MN song song với BC rồi nhé. MN thì song song với BC. Ở đây là chúng ta sẽ, nếu có đường thẳng song song thì nghĩ đến ngay là định lý Thales hoặc là hệ quả, đúng không? Và những tam giác đồng dạng người ta biết AB, AM bằng 2 này, MB bằng 3 này, BC thì bằng là, chúng ta bị lỗi kỹ thuật nhé, BC bằng 7,5 nhá. BC mà bằng 7,5 ấy thì độ dài đoạn MN là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng hệ quả của định lý Thales không? Mình có cái tam giác ở phía trên này này, sẽ có các cạnh tỷ lệ với tam giác đã cho, tức là chúng ta sẽ có cái anh AM chia cho anh AB, đúng không? Sẽ bằng MN chia cho BC, và mình thay vào số đi thì AM là 2 chia cho AB là 2 cộng 3 là 5 bằng MN là chưa biết đúng không? Và chia cho 7,5 thì mình suy ra là MN sẽ bằng 2 x 7,5 chia cho 5 thì bằng mấy ạ? Bằng 3 đúng không con? 7,5 chia cho 5 thì được 1,5, 1,5 x 2 là bằng 3, đơn vị là cm. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D. Thầy trò mình tiếp tục đến với câu số 14. Đây là một câu khá là hay và khó phết đấy. Thầy trò mình cùng đọc đề và cùng làm nhá. Trong trắc nghiệm này sẽ có câu dễ và câu khó, chúng ta lưu ý như vậy. Câu 14 là: ánh nắng mặt trời chiếu một cây phi lao ngã bóng trên mặt đất dài 6,4 m. Nào, bây giờ ta vẽ ra đây. Tôi sẽ nói đây là một cái cây nhá. Đấy, cây đây. Rồi, ngã bóng trên mặt đất, chiếu nha, ánh nắng nó chiếu nha. Đấy, rồi chiếu là cái cây là mọc thẳng nhá. Đấy, cái cây này dài là 6,4 m này. Rồi, cùng thời điểm đó một cái cọc cao 20 cm, cái cọc thấp thôi đúng không, cắm vuông trên với mặt đất có bóng đổ dài 32 cm. Đây, 20 này, 20 cm nha, còn chỗ này là 32. Thì các con đổi giúp thầy ra phải cùng một đơn vị đi, vì đầu bài người ta cho là mét à. Và người ta hỏi cũng là gì ạ? Là mét cho con đổi luôn. 20 cm đổ ra là được 0,2 nào? 0,2 nhá, mét nhá, chia cho 100 mà. 32 cm đổ ra chia cho 100 được 0,32 m. Xong. Người ta bảo là chiều cao của cây phi lao là bao nhiêu? Thì các con nhìn thấy này, các cái đường nhé, tôi sẽ đặt ở đây đường AB này, đoạn AB này và đoạn A' này, B' này của nó là song song không? Đấy, cùng với góc mặt đất nhé, tiên nắng nó cũng song song với nhau nhé. C này và chỗ này là C' này, được chưa? Thế thì nó song song với nhau thì chúng ta nhận thấy là cái tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác A', B', C' thôi. Con hiểu chưa?
Đấy, nó song song thì đương nhiên góc C và góc C phẩy, góc A và góc A phẩy chúng ta giải thích như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái tỉ số ở đây là AB chia cho A phẩy B phẩy sẽ bằng BC chia cho B phẩy C phẩy. Và ta thay số vào thôi, AB là chưa biết này, là cái cây này chia cho A phẩy B phẩy là 0 phẩy mấy ạ? 0,2 này. Và bằng BC là 6,4 này chia cho 0,32. Và các con suy ra AB đi, bằng 0,2 này nhân với 6,4 này chia cho 0,32. Thì 6,4 mà chia cho 0,32, hoặc là mình nhân cả tử và mẫu với 100 đi, thì dưới mẫu còn 32, trên tử còn 2, và 100 thì cách ra là 10 nhân 10 ấy, 10 nhân 0,2 là 2, đây 64 rút gọn cho 2 thì 32 còn 2, 2 nhân 2 là bằng mấy nào? Bằng 4. Đáp án đúng là đáp án B. Tiếp theo thì câu số 15 ạ. Người ta cho AB bằng phần CD bằng 2/5 và CD là 10, thì độ dài AB là bao nhiêu thì mình thay vào thôi, đúng không con? Ta thay vào. Đấy, từ cái này ta thay vào này. AB là mình chưa biết đúng không? Phần CD là 10 thì bằng 2/5. Và từ đó suy ra là AB sẽ bằng 10 nhân 2 chia 5 bằng mấy ạ? 4 đơn vị là cm. Như vậy đáp án đúng là đáp án gì nào? C nó không gì khó cả. Trong trắc nghiệm này nó sẽ có ý dễ ý khó, giống như phần tự luận thế thôi. Chúng ta đến với câu số 16 ạ. Một bể bơi có dạng một hình hộp chữ nhật có kích thước bên trong của đáy là 6 và 25. Kích thước bên trong hình hộp chữ nhật ý, hình hộp chữ nhật. Đấy, tôi sẽ mượn đất chỗ này nha, tôi ghi nha. Đấy. Thì bên trong là chữ nhật đâu, nó gồm có một cạnh là 6 này, một cạnh là 25 này. Dung tích nước hồ khi mực nước trong hồ cao 2m. Cao 2m tức là chiều cao lên tới đây này. Đấy, chiều cao lên tới đây là 2m. Thì dung tích nước trong hồ khi mực nước cao 2m thì dung tích nước là bao nhiêu? Thì muốn thể tích, muốn tính được thể tích của nó bao nhiêu ạ? 300 mét khối. Đúng rồi, chúng ta lấy dài nhân rộng nhân chiều cao thôi, rất chính xác. Tiếp theo câu số 17, cho tam giác ABC AM là phân giác. Rồi, độ dài của MB là bao nhiêu? Chúng ta rất đơn giản, chúng ta sẽ đặt độ dài MB là x đi. Thì mình học tính chất rồi, tia phân giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ với hai cạnh kề của nó, đây là tương ứng với nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ có là CM là 3 chia cho CA là 4 sẽ bằng x nhé, là MB đi chia cho 6,8, và các con tính được ra là x bằng bao nhiêu? 5,1. Và đáp án đúng là đáp án D. Câu số 18, hình lập phương có các mặt là hình gì ạ? Đúng rồi, hình vuông, rất chính xác. Câu số 19, tập nghiệm của phương trình này là, phương trình tích quá đơn giản đối với các con rồi đúng không? Thấy rất rất nhiều rồi. Đáp án gì ạ? Và x cộng 2/5 bằng con x bằng -2/3, x trừ 1/2 bằng con x bằng 1/2. Câu số 20, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số là K bằng 2/3. Đúng không ạ? Thì tỉ số chu vi của hai tam giác đó là bao nhiêu? Ngon quá. 2/3. Đúng rồi ạ. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng nhá. Chúng ta nhớ là tỉ số chu vi
Nhớ cái này, bằng tỷ số đồng dạng. Còn tỷ số diện tích thì bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Và lúc trước bà nói chuyện chúng ta vừa mới làm ạ. Như vậy đáp án đúng chúng ta chọn đáp án gì ạ? B. Wow. Câu số 21. Các bạn phải đọc đề bài nhé. Bất phương trình bậc, bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất? Thì các con lưu ý cho thầy là bất phương trình bậc nhất có dạng là như thế nào ạ? Con chọn đáp án C ạ. Hả? Bất phương trình bậc nhất có dạng là AX cộng B nó lớn hơn này, hoặc bằng này, hoặc nhỏ hơn này. Đấy, vân vân. Không thì đáp án đúng là chúng ta đáp án gì ạ? Vâng ạ, đáp án D. Câu 22. Trong hình hộp chữ nhật MNPQ M'N'P'Q' ở hình 28, các bạn nhìn này. Đấy, hình hộp này. Phương ơi, không cần giơ tay đâu thì nó cho họ. Có bao nhiêu cạnh song song với nhau? Vâng, tôi sẽ mời lên bạn Phương ạ. Là có 4 ạ. Bao nhiêu cạnh song song với nhau? Có bao nhiêu cạnh song song với nhau? Thật không? 1 nha, tôi đến cái cạnh này đứng nha. 2 này, 3 này, 4 này. Đúng không? Có 4 cạnh song song với nhau đúng không ạ? Câu 23. Cho hình vẽ B kết luận nào sau đây sai? Hình 23 này. Hai cái đường này nó song song với nhau này con. Nó song song cho ta tam giác đồng dạng. Cái nào sai đây chúng ta phải kiểm tra nhá. PQR. PQR là một tam giác vuông tại P. Đồng dạng với HPR. HPR cái này đúng không? Tam giác PQR nha, có góc P là vuông nha. Đúng không? Và góc HPR, HPR có góc H vuông chưa? Và góc R này chung không? Đúng không nào? Như vậy cái này đúng nha. Người ta hỏi cái nào sai cơ. Tiếp theo MNR. MNR cũng là tam giác vuông tại N nhá. Và PHR. PHR là vuông tại H nhá, lại có góc R này cũng chung chưa? Hai tam giác vuông có hai góc nhọn bằng nhau, ta kết luận nó đồng dạng, chuẩn chưa? Đấy là MNR này. MNR và PHR chuẩn nha. Tiếp theo này, PQR. RQP. RQP là tam giác vuông tại P nha. Và RMN. RMN chuẩn chưa? RQP nha, vuông tại P và góc R chung không? RMN cái này đúng nha. Chắc là cuối sai, chúng ta sẽ nhìn thấy tại sao nó sai. QPR. QPR và PRH. P, R, H, Q, P, R này. Q, P, R đi từ ngắn này đến vuông này, đến góc R này. P, R, H này. P, R, H này. Thì thằng Q nó bằng thằng R không? Q có bằng P không? Hai này bằng nhau đúng rồi nhá. À, góc Q1 này bằng góc P1 này thì cùng phụ với cái góc P, P2 này. P thì bằng R. Đây, cái chỗ này này, cái chỗ này này, P bằng R là sai này, có nhìn thấy chưa? Góc R là góc nhọn, thì góc P là góc vuông chưa? Thế nên chúng ta chọn đáp án gì ạ? Đáp án D. Đấy, thầy đã giải thích chi tiết cho từng đáp án một nhé. Tiếp theo đến câu 24. Nếu A nhỏ bằng B và C lớn hơn 0, đây là tính chất của bất phương trình, người ta nhân cả hai vế một số khác không đúng không? Người ta được dấu của bất phương trình mới sẽ gì ạ? À? Cùng chiều với bất phương trình đã cho. Phải không ạ? À? C lớn không ạ? À?
Cho nên đáp án đúng của chúng ta sẽ chọn là đáp án gì đây ạ? Đâu rồi? Đáp án A. Câu 25. Tập hợp S chứa có một phần tử là âm 3 là nghiệm của các phương trình nào? Thằng này chuyển sang là âm 6, x bằng âm 6 chia 2 là âm 3 không? Nó đây. Còn cái này là ra dương 3 rồi, cái này bằng 3 này. Khác này, cái này bằng âm 1 này. Xong câu 25. Bây giờ ta sẽ đến tiếp với cả câu 26. Một hình trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước là 3 và 4 này. Chiều 3 là 5 thì diện tích xung quanh là bằng gì ạ? Diện tích xung quanh chúng ta nhớ nhá. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy ạ. Chu vi đáy nhân với chiều cao nhá. Đáy của nó là 3 và 4 không thì chu vi đáy này. Chu vi đáy sẽ bằng gì nào? Chu vi đáy, đáy là hình chữ nhật không? Các con, chu vi đáy bằng 3 cộng 4 nhân 2 là 14. 14. Đấy, chu vi đáy nha. Tiếp tục ạ. Sau đó chúng ta sẽ nhân tiếp với gì nào? Chiều cao nhân 5. Là nhân với 5 thì bằng bao nhiêu? 70. 70. Xong. Câu 27. Trong hình lăng trụ đứng đáy là tam giác này rồi. Có các kích thước là 3, 4, 5. Một thằng là 3, một thằng là 4, một thằng nào là 5 thì có phải chúng ta nhận thấy đây là bộ số Pythagore không? Thì cái tam giác ở phía dưới sẽ là tam giác vuông. Biết diện tích xung quanh của hình lăng trụ là 60 cm². Nha. Chiều cao h của hình lăng trụ là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta biết diện tích xung quanh rồi, chúng ta sẽ tính ngược lại cái bài vừa rồi nhé. Thì chúng ta biết rằng diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Thì chu vi đáy ở đây là được bao nhiêu nào? Chu vi đáy ở đây sẽ là được 3 cộng 4 cộng 5 là bằng bao nhiêu nào? 10 mấy ạ? 12 nhá. 12. Diện tích của xung quanh là bằng 60 thì chiều cao sẽ bằng là gì ạ? H sẽ bằng 60 chia cho 12 đưa vào bằng mấy ạ? Bằng 5. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? D. D. Nhà bạn nào đang ồn thì tắt mic đi nhé. Chúng ta đến với câu số 28. Nghiệm của bất phương trình này là chúng ta phải đi giải rồi, phải giải nhanh đúng không? Thầy trò mình sẽ cùng nhau giải nhanh nhé. Chúng ta nhận thấy đây là mẫu số chung của chúng ta sẽ là 12. Đúng không? Thì thằng đầu tiên là giữ nguyên rồi nhé. Cái phương trình ban đầu này, cái phương trình này sẽ suy ra nhé. 12 giữ nguyên này, lớn bằng 12 chia 3 đến 4 này, 49 là 36 này, cộng với 3 x 4 là 12 này. 12 chia cho 4 được 3, cộng 3 nhân với tử, chúng ta lưu ý là cái dấu trừ nữa nhá. Dấu trừ đây này là trừ 3, trừ 3 nhân 8x là trừ 24x, trừ 3 nhân 1 là bằng âm 3, chúng ta thu gọn x nha. Hai thằng này cộng với nhau là được 12x này. 12x vứt sang bên này là âm 12x là bằng 0 nhá. Lớn hơn hoặc bằng 12 trừ 3, 1 chuyển vế là âm 1. Vô lý chưa? Đúng không? 0 mà lại lớn hơn là 8, đây là vô lý. Dẫn đến phương trình này làm sao? Vô nghiệm. Đây trục số gạch hết gì này, không có giá trị nào cả. Có nhìn thấy chưa? Cho tam giác ABC có EF lần lượt là trung điểm của AB, AC, khẳng định nào sau đây là đúng? Vẽ nhanh một cái tam giác ra, đúng không? Cùng với thầy đấy. A, B, C, E là trung điểm của AB này, E trung điểm này, trung điểm hai đoạn bằng nhau này, F là trung điểm của AC này, là chúng ta được đường trung bình đây rồi. Thì làm sao? Khẳng định nào sau đây là đúng? Tam giác ABC nó to gấp 2 lần AEF mà AB nó gấp 2 lần AE không?
Như vậy chúng ta nhận thấy ở đây là đáp án đúng, ở đây là đáp án gì nào? C gấp đây, nó gấp mấy lần đây? Hai lần đây. Tiếp theo câu 30, hình nào sau đây là một đa giác đều? Ai trả lời thầy ạ? Bách à? Em thầy là B, vuông. Vuông, đúng rồi, vuông thì nó mới đều, hoặc tam giác cân, à tam giác đều thì nó mới đều. Câu 31, học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 8A là 1/8 trên cả lớp. Rồi, sang học kỳ 2, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa. Học kỳ 2 thêm 3 nhá, học kỳ 2 thêm 3 bạn nhá. Do đó, số học sinh giỏi bằng 20% cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh? À, hay giả phế. Bây giờ thầy cho mình cùng giải nhanh nhá. À, các con nhìn tập trung vào màn hình nhá. Các con phải tập trung vào màn hình để chúng ta sẽ cùng giải nhanh với thầy. Chúng ta thầy giáo giải nhanh như thế nào mà khi mình hay giải tự luận đúng không? Bây giờ thường người ta hỏi gì mình đặt là gì ạ? Là ẩn. Hoặc mình có thể làm ngược lại tùy. Ví dụ ở đây là chúng ta nhận thấy là người ta hỏi đi, hỏi lớp 8A là có bao nhiêu học sinh, tôi sẽ gọi số học sinh của lớp 8A là x nhé. Đúng không? Chúng ta sẽ giải nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phân tích cái đầu bài và tính theo ẩn x này nhé. Đấy là học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 học sinh cả lớp học kỳ 1 này. Thì học sinh giỏi của 8A chúng ta sẽ có là 1/8 x đúng không? Đúng chưa? Học sinh này. Sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn nữa. Học kỳ 2 này có thêm 3 bạn phấn đấu nữa trở thành rồi. Do đó số học sinh giỏi bằng bao nhiêu? 1/8 học sinh cả lớp này. Học sinh giỏi của 8A là bằng 20% học sinh cả lớp. 20% thì rút gọn là bằng 1/ mấy? 1/5 x học sinh. Và cái học sinh 1/5 học sinh x nha. Và 1/5 này, đúng không? Nó sẽ lớn hơn 1/8 mấy bạn ạ? 3 bạn. Vì học kỳ 2 nha, có nhiều hơn học kỳ 1 đúng không? Là 3 học sinh không? Nên ta có phương trình này. Các thầy trò mình đang giải nhanh thôi nha, thầy đã viết chữ nó hơi cá sấu chút, mong các con thông cảm. Chúng ta sẽ tập trung ngay vào màn hình thôi, đúng không? Ta sẽ lập cái phương trình là 1/5 x trừ đi 3 bằng 1/8 x, đúng không? Quy đồng lên, mẫu chung là 40. 40 chia 5 được 8 các bạn. 8 x này, 40 nhân 3 là bằng 120 này. 40 chia 8 được 5 là được 5 x này. Thằng 5 x này vứt sang là được là 8x trừ 5x bằng 120 không? Và ta suy ra là 3x bằng 120. Và x sẽ bằng bao nhiêu ạ? 40. Như vậy lớp 8A là có bao nhiêu học sinh ạ? 40 học sinh. Và đáp án đúng của chúng ta là chọn đáp án gì ạ? À, để chúng ta giải nhanh cái nhất thôi. Đúng không? Đây nhá, đấy. Thường người ta hỏi gì mình đặt là ẩn chưa? Đây thầy đã giảng lại cái đề bài này nhá. Như thế nào? Thì người ta mình biến đổi đầu bài cho ẩn thôi. Học kỳ 1 học sinh có 1/8 học sinh giỏi, thì là học kỳ 1 sẽ có là 1/8 học sinh. Học kỳ 2 là có chiếm 20%, do học kỳ 2 là nhiều hơn học kỳ 1 3 bạn đấy, nên số học sinh của học kỳ 2 trừ đi 3 bằng học sinh kỳ 1 học sinh giỏi chưa? Mà ta giải này ra được 140. Thì đáp phương hướng dẫn lý luận và tìm được ra đáp số là 40. Các con đã hiểu chưa? Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120.000 đồng. Thầy cùng đọc với thầy nhá. Lan mua hai loại nhá, phải trả tổng cộng là 120.000 đồng à, và hai loại nhá. Đấy, ta tóm tắt lại nội dung này. Trong đó đã tính cả 10.000 đồng là thuế giá trị gia tăng, hay giả viết tắt là VAT. Biết rằng thuế VAT kệ nó đi. Đối với loại hàng thứ nhất là 10%, tức là ví dụ chúng ta mua nó là 100.000 ấy, thì phải tính thêm tiền thuế là 10%, nghĩa là thêm 10.000 là chúng ta phải trả tận 110.000. Cái loại thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại
hàng bao nhiêu tiền. Đấy. Nói chung là nhanh là chúng ta cũng muốn nhanh nhưng có những lúc phải từ từ. Bởi vì là chúng ta còn phải học đến đâu thì phải hiểu được đến đấy. Nên rất mong chúng ta cố gắng tập trung cùng với thầy. Tổng cộng hai loại là bạn ấy cần phải trả là 120.000 nhá. Hai loại này là phải tổng là bao nhiêu? 120.000. Trong đó đã tính cả 10.000 đồng là thuế giá trị gia tăng, viết là VAT 10.000 nhá. Đấy. Biết rằng VAT của loại nhất là 10%, loại thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền? Bây giờ như thế này, chúng ta sẽ làm như thế nào? Có ai nhìn nhanh ra được cách giải không ạ? Chúng ta lưu ý là trong 120.000 này nhé, là đã có 10.000 tiền VAT rồi, như vậy là không tính thuế, không có thuế đúng không? Thì bạn ấy là trả bao nhiêu ạ? Không có thuế thì là 110.000 đồng thôi. Đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tính cái tiền của người ta mà không có thuế nhé. Tiền không thuế này, tiền không thuế nhá, của cái loại hàng thứ nhất đi là x đồng, thì tiền không thuế của cái loại hàng thứ hai, các con tập trung lên màn hình cùng tư duy với thầy nhá, thì nó sẽ là 110 trừ gì, trừ x đồng, đúng không con? Và thuế của cái loại một, cái tiền thuế nhá, tiền thuế của cái loại một đi, nó sẽ là bao nhiêu đây ạ? 10% đúng không? 10% của x, 10 phần 100 là được 0, mấy nào? 0,1x đồng nhá. Là tiền thuế của loại thứ hai là 8%. 8% nhân với 110 chữ x và bằng 0,08 nhân 110 chữ x đúng không con? Và con cộng cho thầy hai cái loại này. Con cộng hộ thầy hai cái số tiền này lại ạ. Hai cái thằng này cộng lại chúng ta sẽ có phương trình ở đây là gì nào? Phương trình là 0,1x này cộng với cả 0,08 nhân 110 trừ x này thì nó sẽ bằng mấy con? Bằng bao nhiêu đây? Tiền thuế là 10.000 đồng đúng không? Đấy. Và con giải cho thầy xem ra x bằng bao nhiêu ạ? Chúng ta giải nhanh cho thầy đi. Thôi được, thầy cho mình cùng giải nhá. Chỗ này có 0,08 không? Thầy làm mình nghĩ là nhân 2 bên với 10 đi thì chỗ này là được 1x nhá. Cộng này. Nhân với 10 là 0,8, nhân với cả 110 là còn là 8, 8 nhân 11 là thành 88 này. Cộng với 0, trừ đi 0,8x nhá. Bằng 100. 88 trừ đi 0,8 à 1 trừ đi 0,8 thì còn là 0,2x sẽ bằng 100 trừ đi 88 sẽ bằng mười mấy ạ? 12 x sẽ bằng 12 chia cho 0,2 thì bằng bao nhiêu nào? 0,2 là được 1/5 là bằng 60. Như vậy cái số tiền không phải thuế của loại hàng thứ nhất là của mỗi loại nha, loại nhất là 60, loại thứ hai là 110 trừ đi 60 thì còn là 50 không? Như vậy đáp án đúng là đáp án gì ạ? 50.000 đồng và 60.000 đồng, đáp án đúng là đáp án B. Đấy, các con nhìn lại phần lý luận, thầy đã nói lại phần lý luận một chút nha. Tổng hai loại là 120.000 đồng đúng không? Đấy nha. Không có thuế thì là 110.000 không? Vì tổng hai loại là 120.000 đây này con. Đúng không nào? Thuế là 10.000 thì còn lại là 110.000 đồng.
thì mình gọi cái tiền không thuế của loại 1 kia là x đồng, thì loại 2 sẽ là 110 trừ x không? Nếu mà tính tiền thuế của loại 1 là 10% tiền thuế VAT đấy ạ. Đấy, thì là ta có 10% nhân x. Còn loại 2 là 8% thì mình sẽ có là 8% nhân 110 trừ x chưa? Mình nhân vào và tổng số tiền của hai loại này sẽ là 10.000 đồng. Mình nói tắt là 10 thôi. Xong tí nữa mình chỉnh là 60 này thì thành là 60.000 á. 50 là 50.000 và chúng ta sẽ trả lời về bài toán thôi. Kết thúc phần lý luận và hướng dẫn của cái bài số 32. Có ai có ý kiến gì không ạ? Bây giờ ta sẽ đến với câu số 33. Thể tích của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương là 125 cm³. Khi đó độ dài cạnh 1 cm thì thể tích là sau là. Bây giờ người ta nói là cái hình lập phương này, nó có thể tích là 125 cm³ này. Khi đó nếu tăng một cạnh lên 1 thì bình tĩnh nhá. Chúng ta phải hiểu là 125 thì cạnh của nó là mấy nào. Thể tích là 125 của một hình lập phương. Hình lập phương các cạnh của nó bằng nhau đấy ạ. Cạnh nhân cạnh nhân cạnh mà bằng 125 thì cạnh đấy là mấy nào? Là 5. Vâng. Và nếu nó tăng thêm một đơn vị nữa thì chứng tỏ cạnh của nó sẽ là 5 cộng 1 là mấy? Bằng 6 đúng không? Và thể tích của nó sẽ là 3 số 6 nhân với nhau sẽ là bao nhiêu ạ? 216. Các con đã hiểu được bài chưa? Sơn hiểu bài không con? Hiệp. Hình lập phương là ba cạnh của nó bằng nhau á, ba cái số đo á. Có, vâng. Chúng ta đến tiếp với các câu số 34. Một sân vận động hình chữ nhật, người ta muốn làm một lối đi theo chiều dài và chiều rộng. Đây. Của sân cỏ như chữ nhật sau, hình đây nha. 15m này, 6m này, sân cỏ này. Viết rằng lối đi có chiều rộng là x. Lối đi đây nha, các con nhìn lối đi này, lối đi này, lối đi này này. Đấy, lối đi này. Lối đi. Rồi. Cái chỗ này là 112m² nha. Diện tích sân vận động là 112cm², sân cỏ dài 15, rộng là 6. Tính lối đi chẳng có gì khó cả. Bây giờ các con sẽ có được cái diện tích của cả cái sân này nhé. Nó bao quanh đất này này, không phải là sân cỏ đâu, sân vận động ấy là 112 nhé. Sân cỏ thì là 15 và 6. Đây, thì mình sẽ có được diện tích của sân cỏ là bao nhiêu? 15 x 6 sẽ bằng bao nhiêu ạ? 90m². Đúng rồi, 90m². Như vậy diện tích phần còn lại sẽ là 112 trừ 90 và bằng 22. Rồi, đây là phần lối đi nhá. Như vậy mình tính chiều rộng của lối đi thì rất đơn giản. Con đây con tách ra cho thầy nhá. Con tách cho thầy đây này. Con khăn là tay. Chỗ này là x rồi nhá. Cái chỗ này có chiều dài là bao nhiêu này? Là 6 à? Còn cả cái này nhá. Cả cái chỗ này là dài ra là 15 cộng x này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần ô nhất đây này. Cái ô này nhá sẽ có diện tích là 6 lần gì nào? 6 lần x nhá, còn chiều dài chỗ này là x này cộng với cả 15 nữa không? Thì cái diện tích của cái ô này sẽ là x này nhân x cộng 17 nào? 15. Hình chữ nhật ở dưới nữa chưa? Các con nhìn thấy nó chia làm hai phần chưa? Cái này là cái nhá, rộng này, dài này là 6 nhá, chỗ này là x không? 6 đây là bắn sang này. Nhìn thấy chưa? 15 ở trên thẳng xuống này cộng x không? Thì chỗ này là x cộng 15 nhân với chiều rộng là x, như vậy chúng ta sẽ có tổng là 6x cộng với x nhân x cộng 15 nhân sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 22. Mình nhân ra là được x bình nhá. 2 nhân 2 x bình nha. X nhân 15 là 15x cộng với 6x là bao nhiêu?
21x tăng 22 chuyển vế lại trừ 22 bằng gì ạ? Bằng 0. Quên, thật cạch đấy. Có nhà bạn nào phát ra thì âm thanh đấy. Còn Phương à? Thì bây giờ mình tách này ra thôi con. Mình tách cái này ra. 1 nhân âm 22 là âm 22, 2 số 5 nhân đo âm 22 cộng lại 21 thì mình ngược lại là 22 và âm 1 không? X bình cộng 22x trừ x trừ 22 bằng 0. Mình đặt x ra ngoài nhân để chung được x cộng 22. Đặt âm ra ngoài là x cộng 22 bằng 0 và có đất tiếp dưới nha. Chúng ta sẽ viết tiếp ạ. Chúng ta sẽ có x cộng 22 là nhân tử chung đúng không? Thì được là còn là x trừ 1 bằng 0 và có 2 nghiệm đúng không? X cộng 22 bằng 0, x trừ 1 bằng 0 và ta suy ra x bằng âm 22. Cái này là x bằng 1 thì cái này bị loại rồi. Cái này là nhân rồi. Như vậy là x bằng mấy ạ? Bằng 1. Như vậy chiều rộng của lối đi là 1. Tính chiều rộng lối đi. Một ở đây là một gì nào? Chúng ta lưu ý nhá, ở đây là không có số thì các bạn ý nhá. Một ở đây là 1 mét không? 1 mét nha. Đúng không con? 100 cm. Vâng, thì chúng ta đổi ra cm là chính là bao nhiêu đây? 100 cm. Đấy. Có mệt không con? Lớp mình ơi, các con có mệt không? Con? Không mệt. Có học tiếp không? Không. Cho bên này nhảy nhá. Thì cố gắng là học thêm vài phút nữa. Còn một ít bài nữa con như về nhà nhé, được không? Thầy chỉ sợ các con mệt quá nên lại ngại thầy. Lớp mình thế nào ạ? Thôi làm vài câu nữa nha, bây giờ 9 giờ 6 phút rồi nha. Tiếp theo câu 35. Giải cái phương trình này đã được tập nghiệm là gì? Thì giải phương trình này có khó không? Mình chia làm mấy trường hợp ạ? Hai trường hợp. Nhà bạn nào cạch cạch đấy? Bạn Nguyễn Hà Tùng đấy, nhà bạn Tùng phát âm thanh đấy. Thì ở đây là chúng ta giải phương trình chiều dấu giá trị tuyệt đối đúng không ạ? Các con được học cái này giáo dạy rồi, chúng ta sẽ phá dấu giá trị tuyệt đối bằng cách chia trường hợp đi. Thứ nhất là với x lớn hơn 0, đúng không? Thì ta sẽ được cái phương trình là 3x bằng x cộng mấy nào? X cộng 8 vứt ngày sang là được âm x cộng với 3x thì còn là mấy x nào? 2x bằng 8 và mình suy ra là x bằng 8 chia 2 là bằng mấy nào? Bằng 4. Một trường hợp nữa là x nhỏ hơn 0 thì cái giá trị này nó nhỏ hơn 0 ạ? Nhỏ hơn 0 thì có dấu trừ đằng trước. Và mình vứt thằng này sang là âm x cộng với âm 3x là âm 4x bằng 8. Và suy ra là x bằng 8 chia cho âm 4 thì bằng âm mấy ạ? Âm 2. Như vậy có hai nghiệm của chúng ta là 4 và âm 2. Đáp án đúng là đáp án B. Sau đây thầy giáo sẽ chữ tiếp để chúng ta cho ta câu số 37. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh? Ta vẽ ra nó đến thôi. Đây. Đó, sẽ vẽ phác thảo đấy nhé. Và như vậy chúng ta nhận thấy nó có 4 đỉnh ở trên là 4 đỉnh ở phía dưới đúng không? Thì chúng ta sẽ có tổng là 8 đỉnh. Đáp án B. Câu số 38. Cho tam giác ABC và tam giác DEF có định góc A bằng góc D này, góc B bằng góc E này. AB thì bằng 8, DE thì bằng 6,
AC trừ DE thì bằng 3. Bây giờ tính cái cạnh AC. Muốn tính cạnh AC thì chúng ta lại phải cần có được DE, à DF. À DF nhé, đây là hiệu đúng không ạ? DF này. DF, DF thì sẽ bằng gì nào? DF thì sẽ bằng AC. AC người ta cho chưa? Tam giác, hai tam giác này bằng nhau. À, hai tam giác này có góc A bằng góc D, góc B bằng góc E. Thế thì hai tam giác này sẽ là hai tam giác đồng dạng, đúng không? Đỉnh A với đỉnh D rồi này, đỉnh B với đỉnh E này, đồng dạng với tam giác là DEF. Và chúng ta có cạnh AB thì bằng 8. Cạnh DE thì bằng 6. Ở đây là một tỉ số. AC thì tương ứng với DF. Và người ta lại cho hiệu của AC trừ đi DF thì bằng 3. Như vậy mình sẽ có cái tỉ số là AC. Vì hai tam giác này đồng dạng không? Thì AC chia cho DF thì sẽ bằng AB chia cho DE, thì đương nhiên sẽ bằng 8 phần 6. Và người ta rút gọn là bằng chia ở đỉnh mẫu cho 2 là 4 phần 3. Tỉ số của nó bằng 4 phần 3 thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ áp dụng một tỉ số của lớp 7 mình được học ấy. Mình cũng ghi lại là AC chia cho 4 sẽ bằng DF chia cho 3. Và áp dụng tính chất của những tỉ số bằng nhau, chúng ta sẽ có hiệu AC trừ đi DF phần 4 trừ 3. Và cái hiệu này tại sao như thế? Bởi vì người ta cho cái hiệu này này. Đấy. Đấy là bằng 3 phần 1 và bằng 3. Từ đó chúng ta sẽ có là AC sẽ bằng 4 nhân 3 và bằng 12. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Để mình khoanh vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 39. Cho hình thang ABCD có AB bằng 2,5, AD bằng 3,5, BD bằng 5 và hai góc này bằng nhau nữa. Ta có cặp tam giác nào đồng dạng thì chúng ta sẽ vẽ cái phát thẳng ra một chút. Xem nào. AB bằng 5 này, 2,5 này. AD đây có 3,5 dài hơn chút này. Có A này, B này, đây là D này. Rồi chúng ta tiếp theo là C, mình có BD là bằng 5. Đây là một hình thang mà nha. Đây là 2,5 này. Chỗ này là bằng 3,5 này. C này, chỗ này là bằng 5 này. Có góc DAB này. DAB ở góc này bằng góc DBC, DBC ở góc này, góc này bằng nhau. Khi đó ta có cặp tam giác là đồng dạng. Thế thì mình có góc A bằng góc B này, góc B1 này bằng góc D1 này, thì mình có tam giác là ABC. ABC thì sẽ đồng dạng với cả cái tam giác gì ạ? A thì tương ứng với B đúng không? B1 thì tương ứng với D1. BDC. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là ở đây là A ABD, tôi chỉnh lại cho này ABD nhé. ABD sẽ đồng dạng với BDC. Đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Tiếp theo là câu số 40. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đứng. Phát thẳng nhanh đi. Rồi.
các mặt bên của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật, đúng không ạ? Các đoạn thẳng song song bằng nhau và vuông góc với mặt đáy, các đoạn thẳng song song và bằng nhau với mặt đáy. Đấy, rõ ràng là vuông góc xuống mặt đáy không? Và các đoạn thẳng ở mặt bên là bằng nhau, vuông góc song song là bằng A. Các đoạn thẳng bằng nhau là sai. Các đoạn thẳng song song với nhau sai, các đoạn thẳng vuông góc với hai mặt đáy sai. Đấy, chỉ có là các cái đoạn thẳng nó song song này, bằng nhau này và cùng vuông góc với hai mặt đáy. Câu số 41. Tập nghiệm của bất phương trình 5 - 2x lớn hơn bằng 0 là, thì chúng ta chuyển 5 sang đây là âm 5, thì mình chia cái vế cho âm 2 dấu của bất phương trình nó đảo chiều x nhỏ hơn hoặc bằng âm 5 phần âm 2, và chúng ta rút gọn là bằng 5 phần 2. Như vậy là nghiệm của nó sẽ là đáp án là D. Câu số 42. M nhỏ hơn N khẳng định đúng là M mà nhỏ hơn N. M nhỏ hơn N. Đây, mình nhân hai bên với 3 là nó vẫn là M nhỏ hơn N, và cộng hai bên với âm 8, như vậy đáp án đúng là đáp án B. Đúng không ạ? Đấy, M mà nhỏ hơn N thì mình nhân hai bên với 3 thì dấu vẫn giữ nguyên, thì cộng hai bên với âm 8 thì nó vẫn giữ nguyên nhá. Tiếp theo đến chúng ta đến với câu số 43. Giá trị x bằng âm 4 là nghiệm của phương trình nào? Thì mình thay âm 2,5 nhân với âm 4 đúng bằng 10, cái này đúng rồi. Đấy, mình sẽ thử lại này. Âm 4 phải ra dương. Cái này không đúng rồi. Cái này là mình giải ra là 2x đúng không? Thằng x này chuyển đến là âm x cộng 3x là bằng 2x bằng 8. Cộng 7 cộng 1 là 8 thì x bằng 4. Đấy. Như vậy đáp án A thôi. Tiếp theo, số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình này là gì, thì chúng ta sẽ giải cho ta. Thì cái phương trình trên này nhá, ta giải xuống phía dưới ta được 0,3 x nhỏ hơn 0,5 trừ đi 2,5. Và chúng ta sẽ có là 0,3 x sẽ nhỏ hơn âm 3, x sẽ nhỏ hơn âm 3 chia cho 0,3 là 3/10, rút gọn là bằng âm 10. Như vậy x nhỏ hơn âm 10 thì cái giá trị nguyên mà lớn nhất và thỏa mãn thì là âm 11. Chúng ta sẽ đến tiếp với câu số 45. Phương trình nào của M thì bất phương trình này là bất phương trình bậc nhất? Với giá trị nào của M? Tôi sẽ đọc từ vội. Với giá trị nào của M? Cái này là bình phương nhé. Để nó là phương trình bậc nhất ý, đấy, thì cái này nó phải bằng 0. Thì nó nhân với x bình không? Cái này nó là x bình nhé. Đấy, x bình không? Đấy, thế cho nên là đây là cái này phải bằng 0. Thì m bình trừ 1 bằng 0. M bình trừ 1 bằng 0 thì m bằng cộng trừ 1, và cái này m bằng 0 nữa. Như vậy là m bằng cộng trừ 1. M bằng cộng trừ 1 thì chỗ này nó sẽ được là x lớn hơn 6, đây là bất phương trình bậc nhất. Còn m bằng 0 nó không phù hợp, bởi vì là nếu chúng ta chọn là m bằng 0 thì cái giá trị 0 thay đây nó mất x mất. Đấy, cho nên chúng ta chỉ chọn đáp án đúng là đáp án A thôi. Tiếp, đấy là cái bẫy của người ta đưa ra cái này. Đấy. Chúng ta đừng chọn hàng cả giá trị 0. Tiếp theo, câu số 46, biểu thức 1/2x trừ 3 có giá trị dương khi chúng ta giải cái bất phương trình này thôi. 1/2x trừ đi 3 phải lớn hơn 0. Và ta chuyển âm 3 sang thành dương 3, x sẽ lớn hơn 3 chia cho 1/2 là nhân nghịch đảo thì x sẽ lớn hơn 6. Như vậy là đáp án đúng là đáp án A. Một xe vận tải đi có 47 này.
Câu này là câu có bẫy. Một xe vận tải từ tỉnh A đến tỉnh B cả đi lẫn về nhé, là 10 giờ 30 phút là 10,5 giờ. Và đổ ra là bằng 10,5 giờ là 21 phần 2 giờ. Vận tốc lúc đi là 40, vận tốc lúc về là 30. Tính quãng đường AB, nếu gọi x giờ là thời gian đi thì thời gian về là x đi về. Bây giờ là chúng ta cần đọc để ý vào cái câu người ta hỏi như này, cái câu người ta hỏi nhá, là các đáp án này mình chọn. Thì các bạn để ý là ở đây là chúng ta đã biết rằng cả đi lẫn về là 10,5 giờ rồi. Thì nếu lúc đi là x giờ thì về sẽ là bao nhiêu? 10,5 chứ x thì cần gì phải giải nhiều, đúng không? Mình bây giờ mình chọn đáp án nào thôi. Cả đi lẫn về là 10,5 giờ, đi là x giờ, đúng không? Đấy, thì về đương nhiên là phần còn lại thôi. Đấy. Câu số 48. Dùng hàng đẳng thức số mấy để đưa phương trình này về phương trình tích? Thì chúng ta sẽ cái này là sử dụng hàng đẳng thức số 2 và hàng đẳng thức số 3 nữa. Cái này thì duy nhất là thành là x trừ 1 bình phương không? Trừ đi 2 bình phương bằng 0 thì phải dùng cả 2 và 3. Nên nếu mà người ta đây chọn đây là dùng đưa về hình tích thì chúng ta sẽ sử dụng hàng đẳng thức số 3 và cuối cùng, đúng không? A bình trừ B bình ấy bằng A trừ B nhân A cộng B. Câu số 49, bạn bảo giải cái phương trình này thì bước 1 là bạn hãy xác định điều kiện xác định, đúng rồi nhé. Bước thứ hai bạn quy đồng lên. Thì ở đây là bạn ấy quy đồng lên này. Cái này mẫu chung là x trừ 1 là nhân lên đúng rồi này, bằng 3 trừ 2x chuẩn rồi này. Nhân 2x sang. Cái này bước sang là 4x đúng không? Cái này là 2x nha. Với âm 2x chỉ ra là 4x này. Âm 2 cộng 1 là âm 1 chuyển về sang là dương 1. Dương 1 cộng 3 là 4. Thì mình suy ra là x bằng 1. Rồi. Vậy phương trình có tập nghiệm f bằng dẫm. Thì cái khâu kết luận này của bạn kết luận là bị sai nhé. Đấy. À, hai tập nghiệm này là giống nhau. Ở đây là bạn ấy mắc cái lỗi này này. Nên là bạn ấy dùng dấu tương đương là sai, ở đây phải dùng mũi tên gì? Suy ra nhé. Như vậy bạn ấy bị lỗi ở bước thứ hai. Câu số 50, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ. Đến B một người đi xe máy từ A đến B vận tốc 30 km/h này. Đến B người đó làm việc 1 giờ này. Sau rồi quay về A với vận tốc là 24 này. Biết thời gian tổng cộng là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB, nếu gọi x là quãng đường AB thì thời gian xe máy đi từ A tới B là bao nhiêu? Thời gian. Quãng đường này, nếu gọi x là quãng đường AB này. X là quãng đường AB này. Thì thời gian đi từ A đến B đến B. Đến B. Đây rồi. Cái bài này không bẫy như là bài lúc trước ạ.
một người đi xe máy từ A đến B vận tốc là 30 không? V là bằng 30 rồi. Thế thì cái x là quãng đường AB thì thời gian xe máy đi sẽ là quãng đường chia thời gian, đúng không? Là bằng x chia cho 30. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy, chúng ta có phải giải nhiều đâu. Người ta để thông tin, người ta mình cần trả lời câu hỏi nào thì mình cần trả lời câu hỏi đấy. Chúc các con học tập thật tốt và ôn tập hiệu quả cho việc thi học kỳ 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.